Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái string ở trong cái ngôn ngữ lập trình C# nhé. Nó là một trong những cái kiểu dữ liệu cơ bản, cho nên là chúng ta tìm hiểu nó để sau đấy chúng ta có thể sử dụng nó, vận dụng nó một cách tốt nhất. Ở đây chủ yếu là học cách tìm hiểu. Đấy, mình chủ yếu là sẽ hướng dẫn các bạn cách cách để chúng ta tìm hiểu và mày mò xem cái ngôn ngữ như thế nào. Bởi vì cái ngôn ngữ nó rất rộng, cho nên là mình chỉ có thể hướng dẫn để cho các bạn biết cách để chúng ta học thôi, chứ còn để giảng lại hết thì có lẽ phải mấy năm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái message Hello World. Thì ở từ trong cái chương trình đầu tiên thì chúng ta đã gõ vào cái thông điệp và hiển thị ra cái thông điệp này rồi. Đó, lúc đó thì chúng ta đơn giản là chỉ là console chấm while line, sau đó thì truyền vào đây là cái Hello World như bên trên kia, đúng không nào? Đó. Thì bây giờ chúng ta biết rằng nó là một cái string, thì cái biểu hiện để nhận diện đâu là một string thì đấy chính là cái thứ gì đó bắt đầu bởi nháy kép, đấy, sau đó kết thúc bằng nháy kép. Thì toàn bộ cái thứ ở bên trong này là nội dung của string hay là của chuỗi ký tự. Chợ. Thì lúc này sau khi mà gán ra một cái biến string nào đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái biến string đấy truyền vào đây. Đấy, thay vì là gõ trực tiếp vào cái chỗ write line. Thì cái kết quả chúng ta nhận được chính là như thế này. Bây giờ giả sử là mình muốn biết là trong cái string của mình độ dài của nó là bao nhiêu, tức là tất cả nó có tổng cộng bao nhiêu ký tự, thì mình sẽ sử dụng cái tên của cái string cần lấy độ dài chấm, mình sẽ gõ len. Đấy, thì nó hiển thị ra cái gợi ý kìa. Thì cái document của nó là trả về cái giá trị int là tổng số lượng các ký tự có trong cái string hiện thời. Chợ. Thì khi mà chạy các bạn hiển thị ra nó có 12 ký tự. Đó, các bạn có thể đếm xem là trong này có tổng cộng bao nhiêu ký tự. Khoảng trắng cũng là một ký tự nha. Đấy, như vậy thì đếm cái mớ này sẽ được 12 ký tự. Tiếp theo, nếu như là mình muốn là xem cái string này này, liệu có thể viết hoa hết nó hay không? Tức là cả cái mớ này, viết hoa hết nó đi. Thì lúc này mình sẽ sử dụng đến cái CW đi, tap tap. Mình muốn viết hoa cả một string thì gõ tên của string muốn viết hoa, msg chấm to upper. Đấy, nhớ là to upper thì nó là một cái hàm, một cái chức năng nào đấy, cụ thể là cái chức năng viết hoa hết, cho nên là chúng ta sẽ phải có đóng mở ngoặc tròn, sau đó thì ấn Ctrl F5 chúng ta sẽ được, đây chính là cái nội dung sau khi viết hoa hết này. Đấy, lúc đầu nó lộn xộn như này, lúc sau viết hoa hết đây. Còn bây giờ mình muốn viết thường, lúc nào viết thường thì lúc này các bạn sẽ thay nó bằng to lower. Đây, to lower. Thì lúc này toàn bộ nội dung của ta sẽ viết thường hết. Đây, các bạn so sánh này. Ok. Bây giờ nếu như các bạn muốn là giả sử là ở đầu này đi, có rất nhiều dấu cách. Ở cuối này cũng rất nhiều dấu cách. Bây giờ mình muốn loại bỏ những cái dấu cách khoảng trắng thừa đi, nhìn nó rất xấu luôn nè. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng đây, nếu như mình hiển thị ra thì cái kết quả là như thế này đấy, nhìn cực xấu luôn. Còn bây giờ nếu mình muốn loại bỏ những cái dấu cách thừa đầu và cuối thì mình sẽ sử dụng là cái này chấm trim. Đấy, trim xong thì to lower đi, thì cái thằng trim này là nó trả về một cái string mới đấy, tức là một cái chuỗi ký tự mới, và chuỗi ký tự đấy sẽ không chứa khoảng trắng ở đầu và cuối nữa. Và sau đó thì mình sẽ viết thường cái chuỗi mới đấy, thì kết quả mình được gọn như này. Ok. Rồi, thì bây giờ đến một cái ví dụ khác. Giả sử mình sẽ muốn kiểm tra cái chữ O có xuất hiện ở trong cái chuỗi ký tự của mình hay không, thì mình sẽ làm như thế nào? Cũng sử dụng tên của cái chuỗi ký tự cần kiểm tra thôi. MSG. À, đây là MSG có nhầm chấm, sau đó thì mình sẽ cho là contain. Đó, ở bên trong này là một cái giá trị, ví dụ như là bây giờ mình muốn tìm chữ O đúng không nào? Đó, thì lúc này mình sẽ thiếu một cái dấu ngoặc này nữa, xem là cái có chứa cái chữ O hay không. Đây đấy, true. Thế cái này nó sẽ trả về cái kết quả là true nếu như cái thứ ở trong này muốn tìm này này tồn tại ở trong cái chuỗi gốc ban đầu. Bây giờ mình thử tìm chữ O lớn nhá ạ. Đây. Thì chúng ta đấy là vẫn là true. Bây giờ mình sẽ tìm chữ P xem có tồn tại hay không nhá. Được kết quả là false, tức là
ở trong cái mớ này này không hề có chữ P đâu cả, nhưng kết quả mình nhận được là false. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tìm cái chuỗi hello, kết quả false, tại vì chính xác ở đây không phải là hello viết thường mà hát thì viết hoa. Bây giờ mình sẽ thử tìm nhá, cần cho F5 chạy đấy, false. Ok, thì lúc này cũng không phải là hello chữ H viết hoa mà cả chữ L L này cũng viết hoa này. Để về thử lại đấy, L L viết hoa. Bây giờ chạy đấy, lúc này true rồi, tức là à cái thứ này nó tìm là tìm chính xác những cái ký tự luôn. Bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đặt ra đó là gì? Mình muốn biết là cái chữ O của mình này xuất hiện ở vị trí đầu tiên nào trong cái chuỗi ký tự. Thì mình lại sử dụng đến một cái phương thức khác. Tên của cái chuỗi cần kiểm tra ký tự. Sau đó thì tìm first. À đâu, index up thôi. Index up. Đấy, ví dụ như là mình sẽ tìm cái ký tự O xem nó xuất hiện ở cái vị trí đầu tiên nào trong cái chuỗi gốc ban đầu của ta. Đấy, thì chúng ta làm như thế này. Đây, cái chỗ M5 thì các bạn nhận được là cái 23. Thì tức là ở trong cái chuỗi gốc này này, tính từ đầu này, đấy, tính từ đầu luôn thì cái vị trí của chữ O đầu tiên là 23. Còn bây giờ mình sẽ thử xem là cái vị trí cuối cùng đi. Last index up thì sẽ là tìm từ cuối lên, tức là nếu chúng ta sử dụng với index up chúng ta sẽ tìm một cái giá trị nào đấy, thường là một ký tự tính từ trái qua phải. Còn nếu như chúng ta tìm last thì nó cũng tính từ trái qua phải, nhưng mà nó sẽ tìm ngược lại. Đấy, tức là vị trí sẽ tính từ trái qua phải nhưng mà nó tìm thực tế là nó tìm từ trái sang, à từ phải sang. Và cái kết quả là mình thử cái này nhé. Lúc nãy các bạn thấy là mình cho nó ra thì nó 23, còn bây giờ nó là cũng là 23, tại vì chỉ có mỗi một cái từ O ở đây thôi. Bây giờ mình thử cho thêm một thằng O vào đây nữa. Thì kết quả nó là một số khác, 30. Ok, như vậy thì nó sẽ tính chỉ số từ trái nhưng mà nó tìm cái thằng phải cùng để nó trả về vị trí. Đấy là cái ví dụ hướng dẫn về cái lớp string. Đấy, còn bây giờ các bạn muốn biết những cái chức năng, những cái phương thức khác của cái lớp string thì các bạn chỉ cần gõ một cái tên của một cái string nào đấy, ví dụ như là msg chẳng hạn. Chấm. Thì lúc này nó ra một mớ đấy, rất nhiều thứ các bạn có thể vào đây các bạn tìm hiểu tương ứng, tại vì mỗi một thứ này này nó đều có cái document hết rồi. Đấy, các bạn có thể đọc và làm theo hướng dẫn, hoặc là nếu không hiểu nữa thì có thể Google. Đó, thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn một số cái đại diện thì các bạn biết là cái cách sử dụng nó như thế nào thôi. Chọn. Ok, cái nội dung video này thì kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.